Vâng, kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Tổ bóng đá. Kính thưa quý vị, hiện nay thì câu chuyện liên quan đến cái ngôi vị số 1 tại Đông Nam Á cũng như là ngôi vị trên bảng xếp hạng của FIFA, đó vẫn là câu chuyện giữa Thái Lan và Việt Nam của chúng ta mà thôi. Tại Đông Nam Á, tôi nghĩ rằng đây là hai đối thủ đầy duyên nợ và đang ganh đua rất nhiều cho cái việc là xếp hạng FIFA cũng như là các danh hiệu thi đấu tại Đông Nam Á cũng như xa nữa là những giải đấu châu lục, và gần nhất là cái điều mà chúng ta mong muốn đó chính là vòng chung kết của World Cup 2026. Hiện nay thì đương nhiên với việc là để có thể xếp hạng FIFA cao hơn thì chúng ta cũng cần phải có những trận đấu thi đấu, và đương nhiên là những trận đấu đó chúng ta phải thành công, ít nhất là phải có những trận hòa hay xa hơn là những chiến thắng trước các đội bóng khi mà chúng ta kể cả là đá giao hữu. Trong thời điểm hiện nay chúng ta đều thấy rằng là Thái Lan họ cũng đang cực kỳ quyết tâm để muốn vượt qua được đội tuyển Việt Nam chúng ta, không chỉ tại Đông Nam Á mà đương nhiên đó là trên bảng xếp hạng FIFA. Nhiều người có nói rằng hiện nay thì cái bảng xếp hạng FIFA cũng không nói lên quá nhiều điều. Thế nhưng điều đó tôi nghĩ rằng vẫn là rất quan trọng, bởi người ta dựa vào cái chỉ số điểm đó để chúng ta phân hạng hạt giống ở một số những giải đấu. Vì vậy mà điểm xếp hạng FIFA vẫn là điều quan trọng. Mặc dù nhiều người có nói rằng hiện nay thì mặc dù Thái Lan họ xếp sau chúng ta ở trên bảng xếp hạng FIFA, thế nhưng đẳng cấp của họ vẫn là cao hơn, thì tôi cũng không đồng ý với câu chuyện này. Bởi thực tế là nó vẫn đánh giá về cái năng lực của những đội tuyển thông qua những trận đấu, và tôi nghĩ rằng Việt Nam chúng ta xứng đáng tại ngôi vị số 1 tại Đông Nam Á hiện nay và đứng trên Thái Lan là điều đương nhiên. Thế nhưng mới đây thì cũng có một thông tin rất là thú vị như thế này, đó là tuyển Thái Lan họ đang cố gắng vượt qua được đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng của FIFA, và họ đang tỏ rõ một cái quyết tâm rất lớn trong hai trận đấu giao hữu sắp tới, đó là đối đầu với Syria cũng như là UE. Trong khi đó chúng ta đều thấy rằng là Việt Nam trong cái đợt FIFA này thì chúng ta lại không thi đấu bất cứ một trận đấu nào cả. Vừa qua mặc dù thì đội tuyển Thái Lan họ đã vô địch AFF Cup 2 lần liên tiếp gần đây, nhưng họ vẫn đứng dưới đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng của FIFA. Trên bảng xếp hạng công bố vào cuối tháng 12 năm 2022 vừa qua thì Việt Nam chúng ta đứng thứ 96, còn Thái Lan đứng thứ 111, với số điểm họ kém chúng ta khoảng gần 100 điểm. Và tại loạt FIFA đây vào tháng 3 năm 2023 thì đội tuyển Việt Nam chúng ta không thi đấu bất cứ một trận đấu nào. Chúng ta sẽ vẫn giữ số điểm đó là 1228,63 điểm. Còn Thái Lan thì đương nhiên chắc chắn sẽ có những sự thay đổi khi mà họ đang có 1.173,4 điểm. Ở trong những trận đấu sắp tới thì Thái Lan hiện nay đang rất mong muốn sẽ áp sát được đội tuyển Việt Nam. Thậm chí họ còn quyết định là sẽ cố gắng làm sao chiến thắng hai trận đấu giao hữu để cải thiện trên bảng xếp hạng, thậm chí là vượt qua được cả đội tuyển Việt Nam. Và cũng chính vì cái mục tiêu này cho nên Thái Lan họ đã quyết định chọn các đối thủ mạnh hơn để thi đấu giao hữu. Và chúng ta thấy rằng nếu thi đấu với các đội bóng cao hơn, nếu có được kết quả hòa hoặc là chiến thắng thì đội bóng của họ sẽ kiếm được nhiều điểm hơn. Hiện nay Syria họ đang xếp hạng 90 thế giới, còn đội tuyển chủ nhà UE thì họ đang xếp hạng thứ 70. Và theo chia sẻ của giới truyền thông thì Manu Pukkinen tuyên bố rằng mục tiêu của đội tuyển Thái Lan đó là giành chiến thắng cả hai trận đấu này. Và ông cho biết là chúng tôi luôn cố gắng để tuyển chọn những cầu thủ tốt nhất, không chỉ về danh tiếng hay là phong độ mà dựa vào cả thể trạng và thể chất của họ nữa. Tôi muốn sử dụng tất cả những cầu thủ trong loạt giao hữu sắp tới, thế nhưng chúng tôi cũng cần nhìn vào cách họ tập luyện hàng ngày như thế nào. Mọi cầu thủ đều phải cố gắng, phải chứng tỏ thể hiện tài năng của mình, rằng họ xứng đáng có được cơ hội ra sân. Mà nếu như chúng tôi đảm bảo ai cũng được ra sân thi đấu, thì họ sẽ đánh mất động lực mất. Hơn nữa thì chúng tôi cũng muốn giành chiến thắng trong hai trận đấu giao hữu này để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng của FIFA. Đội tuyển Thái Lan muốn là số 1 của Đông Nam Á trên tất cả những phương diện. Chúng tôi đang sở hữu một đội hình hoàn hảo, kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm, sự góp mặt của những ngôi sao đang thi đấu tại Nhật Bản như là Subotic hay là Chanathip hứa hẹn sẽ giúp cho chúng tôi sẽ tạo ra nhiều điều khác biệt hơn. Đó là những gì mà ông Manu Pukkinen có chia sẻ. Và với bóng đá của Thái Lan, với ông Manu Pukkinen thực sự là đang có một tham vọng rất lớn. Và đặc biệt vừa qua sau hai lần liên tiếp vượt qua được Việt Nam của chúng ta ở AFF Cup 2020 và AFF Cup 2022 thì họ đang cực kỳ tự tin. Đương nhiên thì những cái chức vô địch của Thái Lan vừa qua thì chúng ta cũng thấy nó cũng có khá nhiều những vấn đề, đặc biệt đó là vượt qua Việt Nam ở AFF Cup 2020. Những trận đấu mà chúng ta thấy rằng là rõ ràng có rất nhiều quyết định đến với trọng tài. Còn kỳ AFF Cup 2022 vừa qua, đương nhiên một số những vấn đề liên quan chúng ta vẫn có thể nói liên quan đến công tác trọng tài. Thế nhưng thực tế Thái Lan họ đã có một Thedathon Bumathan đẳng cấp và bản lĩnh hơn, và chúng ta thất bại trước họ tại AFF Cup 2022. Nào mà điều tôi nghĩ rằng chúng ta cũng chấp nhận thôi, tôi nghĩ rằng chúng ta đã tâm phục. Thế nhưng dù sao thì với bóng đá Việt Nam hiện nay chúng ta đang sở hữu những lứa cầu thủ trẻ rất tài năng, và đặc biệt là làm việc dưới thời của một huyền mới.
Còn về Philippe Chourché thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta nên tin tưởng vào đội hình sắp tới của Việt Nam chúng ta thi đấu tại những trận đấu giao hữu, rồi những trận đấu tại AFF Cup, rồi kể cả SEA Games, rồi những trận đấu của vòng loại World Cup sắp tới nữa, mà chúng ta hy vọng rằng vẫn sẽ giữ được số 1 của mình ở trên bảng xếp hạng của FIFA thôi. Còn về bóng đá Thái Lan thì tôi cũng không đánh giá quá cao về lứa những cầu thủ trẻ của đội bóng này. Bởi thực tế là trong rất nhiều những trận đấu ở những mùa giải vừa qua, chúng ta đều thấy rằng họ lép vế với chúng ta khá là nhiều. Ở đây không phải là chúng ta tự sướng hay bản thân mình đâu, nhưng tôi thực tế mà chúng tôi thấy rằng là chúng ta đang có một lực lượng tôi nghĩ rằng còn tốt hơn so với bóng đá Thái Lan. Bởi thực tế vừa qua chúng ta thua họ ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chúng ta cũng thấy rồi, đều hầu hết là những cầu thủ cũng khá là nhiều tuổi. Trung bình của Thái Lan họ lên tới là khoảng 27, 28 tuổi rồi, một con số không hề trẻ một chút nào cả. Vì vậy mà lứa những cầu thủ trẻ sắp tới, tôi vẫn tin tưởng rằng bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ tạo ra sự khác biệt tại những trận đấu tại Đông Nam Á, và xa hơn chúng ta sẽ có những trận đấu thành công ở đấu trường châu lục. Còn hiện nay thì liên quan đến đội tuyển quốc gia Việt Nam thì đội tuyển chúng ta lại bỏ đi cái kỳ FIFA đây, cái điều mà Thái Lan họ đang tận dụng một cách tối đa. Thế nhưng có rất nhiều chuyên gia lại khẳng định rằng hiện nay huấn luyện viên Philippe Chourché mặc dù có tiếc thì ông ấy cũng chẳng cảm thấy quá lo. Theo lịch công bố thì FIFA Day năm 2023 có 5 đợt từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 3. Đợt thứ 2 là từ 12 đến ngày 20 tháng 6. Đợt thứ 3 là từ mùng 4 đến ngày 12 tháng 9. Đợt thứ 4 là ngày mùng 9 đến ngày 17 tháng 10. Và cuối cùng đó là ngày 13 đến ngày 21 tháng 11. Để cho các đội tuyển quốc gia có thể có thời gian tập trung cũng như là có những trận thi đấu giao hữu. Tuy nhiên mới đây theo kế hoạch của bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam tới đây thì lại không theo lịch FIFA Day, khi mà đôn lên sớm hơn gần khoảng 2 tuần trước khi mà chúng ta thấy rằng những cầu thủ lại được trả về những câu lạc bộ để họ nghỉ ngơi chờ V-League 2023 trở lại vào đầu tháng 4 tới. Và điều đáng nói ở chỗ là trong kỳ FIFA Day vào tháng 3 này thì hầu hết tất cả các đội bóng của khu vực Đông Nam Á như là Thái Lan, Malaysia, Singapore hay thậm chí là kể cả Indonesia, họ cũng đã tìm kiếm rất nhiều những đối thủ mạnh để đá giao hữu, mà chỉ có riêng đội tuyển Việt Nam chúng ta thì không thôi. Và đương nhiên đây chính là một băn khoăn rất lớn đối với không chỉ các thành viên cũng như ban huấn luyện của đội tuyển U20, U23 hay đội tuyển quốc gia Việt Nam, mà đó là sự băn khoăn rất lớn của các cổ động viên, bởi chúng ta cũng rất mong muốn sẽ được xem và chứng kiến những trận đấu như thế này. Nhưng liệu rằng có phải điều đó quá lo lắng dành cho Philippe Chourché hay không, thì cũng có một số chuyên gia, những bình luận viên rất nổi tiếng, họ cũng có chia sẻ rằng mặc dù chúng ta không có cái thời gian đá FIFA Day, nhưng hiện nay thì ông Philippe Chourché lại cũng có nhiều thời gian hơn để toan tính cho đội tuyển U23 Việt Nam, để sắp tới chúng ta sẽ lên đường tham dự giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023. Và theo dự kiến thì Việt Nam chúng ta U23 sẽ lên đường sang Qatar vào ngày 18 tháng 3 tới. Và thời gian chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn World Cup 2026 của huấn luyện viên Philippe Chourché là còn khá dài. Trong khi đó thì SEA Games 32 cũng đã cận kề, và việc có thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á hay không thì người ta đánh giá rằng đó là phép thử đầu tiên và lớn nhất đối với huấn luyện viên người Pháp. Và việc được thi đấu cọ sát cùng các đối thủ tầm cỡ tại Doha Cup 2023 thì sẽ giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam tích lũy thêm những kinh nghiệm để thi đấu, rồi làm sao chúng ta có được cái kết quả tốt nhất, bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nam tại SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia. Rất nhiều những nguyên nhân, rất nhiều những điều mà nhiều người có nói rằng là chúng ta không phải quá nóng vội vàng với đội tuyển Việt Nam chúng ta trong đợt FIFA đây. Thì với cá nhân chúng tôi lại nghĩ thế này. Tại Đông Nam Á thì chúng ta cũng thấy rồi, các đội bóng họ cũng thi đấu trong vị FIFA đây, họ cũng tham dự SEA Games và thậm chí họ cũng có những trận đấu giao hữu. Vậy thì tại sao Việt Nam chúng ta lại không có cho những cấp độ đội tuyển quốc gia? Mặc dù tôi biết rằng là ông Philippe Chourché mới đây thì mới lên làm thôi, nhưng với cấp độ đội tuyển thì tôi vẫn nghĩ rằng là chúng ta cần phải có những trận đấu giao hữu như thế. Bởi công việc tôi nghĩ rằng các huấn viên tại Đông Nam Á họ gần như nhau, chúng ta cũng đều tham gia những cái giải đấu tương tự như nhau. Vậy thì tại sao chúng ta lại không có những giải đấu giao hữu? Và cái điều này tôi nghĩ rằng nó liên quan đến khâu chuẩn bị của bên phía liên đoàn cũng như là bên phía VPF thôi, chứ không phải ở đây là chúng ta bảo rằng là chúng ta tiếc mà chúng ta không lo. Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn lo chứ, đúng không ạ? Huấn viên Philippe Chourché sẽ vẫn lo, vẫn rất lo lắng khi mà chúng ta lại không có được những trận đấu giao hữu trong đợt FIFA đây. Mà tôi nghĩ rằng những cầu thủ thậm chí họ tiếc hơn rất nhiều. Và đây sẽ là những cơ hội mà để họ có được cái cơ hội cọ sát, có được cái cơ hội để thể hiện năng lực. Thì giờ đây thì lại phải về câu lạc bộ để trong cái thời điểm mà thậm chí là V-League còn chưa đá, họ lại nghỉ ngơi trong cái quãng thời gian này, thực sự là đáng tiếc. Và đây cũng chính là cái điều mà rất nhiều các cầu thủ vừa qua họ cũng chia sẻ. Họ tiếc rằng là V-League thi đấu quá ngắn, họ tiếc rằng là không có những trận đấu giao hữu cùng với cả đội tuyển.
Vậy thì tôi nghĩ rằng tại sao mà chúng ta lại nói rằng chúng ta không lo được? Các chuyên gia thì cũng có nhiều ý kiến, rồi bên phía liên đoàn họ cũng có nhiều cái ý kiến khách quan hay chủ quan khác nhau. Thế nhưng với cá nhân chúng tôi thì tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn cần phải có những trận đấu như vậy để chúng ta làm nóng, để chúng ta có những cơ hội cọ sát, và xa nữa là chúng ta sẽ tìm kiếm được những đối thủ tài năng, tiềm năng. Và xa nữa, như đã nói, với Thái Lan họ cũng rất mong muốn tích lũy những điểm số. Chúng ta cũng vậy thôi chứ không ạ. Việc chúng ta phân nhóm hạng giống như thế nào, rất nhiều giải đấu cũng dựa trên việc là cái điểm xếp hạng FIFA của chúng ta như thế nào. Vậy thì tích lũy ở điều đó thì rất nhiều những tác dụng khác nhau. Tại sao chúng ta lại không làm? Vậy tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề lớn mà chúng ta sẽ cần phải rút kinh nghiệm ở trong những đợt FIFA đây sắp tới, để cho Việt Nam chúng ta có thêm những cơ hội để cọ sát, có thêm những kinh nghiệm thi đấu những trận đấu đỉnh cao. Với các đối thủ, chúng ta nghĩ rằng, tôi nghĩ rằng là cần phải tìm kiếm những đối thủ xếp trên chúng ta ở trên bảng xếp hạng của FIFA. Rất nhiều lý do khác nhau chúng ta nói. Thứ nhất, đó là việc chúng ta sẽ được cọ sát với đối thủ đẳng cấp hơn. Thứ hai, nếu như chúng ta có được những chiến thắng thì đương nhiên cái điểm số mà chúng ta có được trên bảng xếp hạng FIFA sẽ là tăng lên đáng kể, đúng không ạ? Còn với quý vị và các bạn thì quý vị nhận xét như thế nào về những thông tin ngày hôm nay, thì hãy để lại cho Tuyển Bóng Đá một like, một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuyển Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tuyển Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.